Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày 24 tháng 6 năm 2022. Có lẽ đây là một câu chuyện cười hài nhất ở quả đất. Thật sự là thế. Trong khi Hà Nội thì rất là nóng, với hàng loạt các quan chức vào tù, bao gồm có cả hai chủ tịch liên tiếp, đó là Nguyễn Đức Chung và vừa rồi thì là ông Chu Ngọc Anh. Mà những vụ tham nhũng có thể nói rằng là rất khủng khiếp. Là người dân Hà Nội khi mà đọc những bản báo cáo đó, tôi cũng thấy rằng là vô cùng buồn cười. Mình cũng không biết là chia sẻ với các bác thế nào. Bởi vì có thể nói rằng là nhiều khi ấy, có một câu chuyện rằng là thôi có lẽ là chúng ta nên đọc qua cái bài báo này của nhà báo Đào Tuấn để chúng ta thấy rằng là đây có phải là câu chuyện rất hài hay là câu chuyện rất bi nhé các bác. Và ngày hôm nay thì trên tờ Lao Động thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022 thì như các bác có thể thấy, và nhà báo Đào Tuấn thì có nói thế này với cái tiêu đề là Hà Nội 11 năm chưa phát hiện tham nhũng. Tin được không các bạn báo cáo? Và ở đây là một cái bức ảnh với một lời trích dẫn rằng là cán bộ vẫn đàng hoàng, của cán bộ nhé, đàng hoàng nhận tiền làm luật bị đình chỉ trong đúng ngày Hà Nội tuyên bố chưa phát hiện tham nhũng. Các bác này, đây là dự báo tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp đó, rất là thú vị. Đây, các bác, đây, các bác nhìn này. Và lần trước thì vào ngày 20, 16 tháng 4 thì Hà Nội có cái này. Nhưng trên các bản báo cáo thì rất là buồn cười. Đó. Chưa phát hiện thì chuyện này cũng chẳng lạ. Năm ngoái thì Hà Nội cũng tuyên bố chưa phát hiện tham nhũng. Mà đó là suốt từ năm 2009 cho tới tháng 6 năm 2020. Tổng cộng thì là hơn 10 năm. Tin được không các bản báo cáo bởi câu chuyện làm luật. Chẳng hạn trong việc biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng, bãi trông giữ xe, nó trắng trợn đến cái mức ngay giữa ban ngày, thậm chí một kiểu KPI hàng tháng được mặc cả một cách công khai. Và tình cờ nhưng cũng chẳng ngẫu nhiên trong lắm. Trong ngày báo cáo chưa phát hiện tham nhũng, gọi rằng là và tình cờ nhưng cũng chẳng ngẫu nhiên cho lắm. Trong ngày báo cáo chưa phát hiện tham nhũng công khai trên báo thì Ủy ban Nhân dân quận Từ Liêm cũng đã phải ra quyết định đình chỉ công tác với người đã trực tiếp nhận tiền làm luật ở phường Mễ Trì. Câu chuyện ở Mễ Trì khi mà cả cán bộ địa chính, công an, lãnh đạo phường liên quan đến làm luật cho thấy cảnh báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tham nhũng vặt đến giờ thì chưa bao giờ sai. Tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ vào ngày 18 tháng 7 năm 2015, Tổng Bí thư đã nói về cái tình trạng làm gì thì cũng phải phong bao, phong bì, lót tay, gợi ý. Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu, chứ không chỉ là tham nhũng lớn. Nhưng giữa thực tế và báo cáo đang có những chéo ngoe, nghe cũng khó chịu, không khác gì ghẻ ruồi. Chỗ này nhà báo dần rất đắt nhé. Thực tế và báo cáo đang có cái sự chéo ngoe, và nó cũng khó chịu lắm, cũng khác gì cái ruồi. Đó là cái chữ chưa. Chưa có nghĩa là tham nhũng có, chỉ là tự kiểm tra thì chưa phát hiện thôi. Đó. Chữ chưa thì như một uyển ngữ đến hẹn thì lại ào ạt các báo cáo chưa phát hiện qua công tác tự kiểm tra của đủ các bộ ngành địa phương. Nhớ năm 2017 thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khi đó thì là ông Nguyễn Thiện Nhân đã nói giật mình khi mà cả năm có 43 đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và kết quả là không xử lý trường hợp nào. Thành phố 10 triệu dân thì cả ngàn khiếu tố, nhưng báo cáo kết luận thì là chưa phát hiện tham nhũng qua giải quyết khiếu nại tố cáo và những số không tròn trịnh. Nếu công tác tự kiểm tra nội bộ chỉ để làm tấu hài khi suốt 10 đến 11 năm qua vẫn chưa phát hiện tham nhũng thì có lẽ cần kiểm tra lại cái công tác tự kiểm tra.
Chứ thế này thì nó chỉ tốn phí thời gian và chỉ tổn thất niềm tin của nhân dân. Mười đến 11 năm chả phát hiện ra tham nhũng cái gì, đúng không? Mà trong khi đó thì ngày trước thì ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thì cũng đã nói, ngay cả thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, một năm thì có tới 43 cái đoàn kiểm tra liên quan tới trách nhiệm người đứng đầu, thế mà vẫn chưa phát hiện ra tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ. Đây có phải là sự thật không? Thì xin trả lời với các bác rằng là chắc chắn thì nó là có. Nó là sự thật chị ạ. Tổng Bí Thư thì cũng đã nói thẳng rất nhiều lần, chúng ta nhìn thẳng vào cái sự thật của nói chuyện. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập của Báo Nhân dân, trong ngày hôm 21 tháng 6 thì cũng có buổi tọa đàm với Báo Vietnamnet, thì ông cũng nói rằng là báo chí thì cần phản ánh đúng cái sự thật. Rất may có những cái bài báo như của nhà báo Đào Tuấn này. Có phải sự thật không? Các bác trên kênh hãy trả lời giúp tôi xem, đây có phải là sự thật không? Và đây là câu chuyện hài hay là câu chuyện bi? Hài hay là bi? Tôi nghĩ thế này, đây không phải là câu chuyện mới. Và từ lâu rồi tôi cũng đã chia sẻ cái việc đó. Đó chính là cái việc mà các đoàn kiểm tra, thanh tra nếu như không phát hiện thì phải xử lý những người đó. Hiện thực đó chỉ là có người ta giao trách nhiệm cho ông làm thanh tra, kiểm tra. Mà nếu ông không phát hiện ra thì chắc chắn ông mới chính là người có vấn đề. Chúng ta lại nhớ lại cái bài mà tôi làm từ năm 2020, ba đời tổng thanh tra chính phủ. Thì các bác nào tìm vào bài đó thì các bác đọc. Thế rồi rằng là có những cái bài mà có thể nói rằng là về công tác, gọi rằng ủy ban kiểm tra vân vân tại cấp tỉnh vân vân, tại sao nó lại không hiệu quả? Đúng không? Có những cái ngành nghề ấy, xin thưa với các bác, khi mà các ngành nghề khác có thành quả thì họ mới có tiền mà ăn. Còn có những ngành nghề khi mà họ không có thành quả thì lúc này mới có tiền mà ăn. Ví dụ chúng ta mà làm một cái công cuộc như là sản xuất của cải vật chất, thì sản xuất ra của cải vật chất thì chúng ta mới có tiền chúng ta đổ vào mồm, đúng không ạ? Các dịch vụ, các của cải vân vân. Làm YouTube như tôi thì cũng làm một dạng dịch vụ. Thế thì một số ngành người ta chỉ cần là không cần làm gì thì cũng có cái đổ vào mồm. Phải nói rằng là thì mới có cái đổ vào mồm. Đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra. Khi nào có những cái báo cáo kiểu như vậy, chưa phát hiện là tham nhũng vân vân, thì lúc đó mới có cái mà ăn. Thế cho nên đừng hỏi rằng là một số nơi, các tòa nhà, các biệt phủ, các nhà đẹp ở các địa phương thì đều là của những người mà làm trong cái ngành thanh tra kiểm tra. Thật là kỳ lạ. Giải pháp gì cho cái việc này? Đúng không? Theo tôi thì nếu như mà không xử lý kiểm điểm vân vân, không làm xử lý như vậy mà gọi là trong chính các đoàn thanh tra ấy, mà Tổng Bí thư gọi rằng là tham nhũng trong chính các cơ quan phòng chống tham nhũng, thì đây có phải là một cái dấu hiệu hay không? Đây có phải là một dấu hiệu hay không? Tại sao mà cứ hỏi người dân ấy, là người ta biết hết. Có một cái báo cáo rằng là 99% các vụ tham nhũng tiêu cực được phát hiện là do tố cáo của người dân. Đó. Còn của các đoàn thanh tra kiểm tra đi kiểm, nghĩa là đi kiểm thanh tra kiểm tra mà phát hiện ra ấy, thì rất ít, thì nó thể hiện ở cái chỗ này. Mấy đời chủ tịch Hà Nội thì đều nhúng chàm, quy hoạch Hà Nội thì bị phá nát, người dân Hà Nội cũng mất đất rất nhiều, cũng biết kêu trời lên đó. Thế nhưng mà rồi các bác có thể thấy rằng là tham nhũng vặt từ công an, giao thông, từ việc mà làm luật lá, đất đai, thậm chí là cả một cái chỗ bế trì như vậy, nhận tiền công khai như vậy, thế mà thậm chí còn bị phát hiện ra như vậy và xử lý như vậy, thế mà người ta vẫn nói rằng là chưa phát hiện ra tham nhũng trong công tác tự kiểm tra. Khi không vậy thì có nên chăng chúng ta nên làm kiểm tra chéo, tỉnh này kiểm tra tỉnh khác, thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra Sóc Trăng, Bạc Liêu cảm kiểm tra Hà Nội, đúng không ạ? Rồi Lào Cai thì kiểm tra thành phố Hồ Chí Minh, kiểu kiểu đấy. Kiểm tra chéo các đoàn với nhau, cùng ngành nghề với nhau, bởi vì nhiều khi là kiểm tra thanh tra thì cũng cần chuyên môn. Ví dụ anh phải có chuyên môn về tài chính thì anh mới đi kiểm tra được. Thì tài chính của bên
Lào Cai thì kiểm tra bên Bạc Liêu, và bên Sóc Trăng thì kiểm tra bên Hà Giang, kiểu thế. Đấy. Có nên như thế hay không? Đúng không? Đó là cái mà chúng ta đang cần phải làm này. Và công cuộc giám sát của nhân dân thế nào? Phải đưa nhân dân vào, bởi vì rằng là nếu anh mà không phát hiện ra trong, hoặc là đưa một cái chỉ tiêu rằng là nếu anh mà không phát hiện ra ở trong một cái thời kỳ thì nên loại thẳng cánh anh ra khỏi bộ máy đi. Không có cái chuyện đưa cho anh đoàn thanh tra kiểm tra là anh phải phát hiện ra, còn nếu anh không phát hiện ra thì loại thẳng cánh anh, không cho làm ở đó nữa, đuổi cổ ra ngoài chứ không đùa được. Và đặc biệt là phải giám sát cái số tài sản của những cái người này rất chặt chẽ để xem rằng là họ có bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất, để thấy rằng là họ lấy từ đâu ra cái số đó. Hay rằng là giống như là thanh tra của Bộ Xây dựng xuống tới Vĩnh Phúc đấy, các bác thì thấy rằng là nhận tiền và có ba đem giá đàng hoàng, nó công khai đến mức như thế cơ mà, ngay trong nội bộ nó chém nhau như thế cơ mà. Đấy, ông này thì chém của dân, của doanh nghiệp, ông khác thì chém, ông A thì chém của dân, của doanh nghiệp, ông B thì chém của ông A, ông C thì chém của ông B, kiểu như thế, vân vân. Nó thành một cái thứ nó gọi rằng là người ta nhìn nhau, à thì cuối cùng là cũng gốc thì vẫn là từ chém từ dân. Và thực ra nó là đấy là cái cách chia của anh chị, nó hình thành một cái văn hóa ở trong chính cái nội bộ. Và nếu không phá vỡ cái sự cái văn hóa này thì chúng ta rất khó để xây dựng văn hóa liêm chính. Thật sự các bạn thấy đúng không? Thanh tra y tế đâu có phát hiện ra vụ Việt Á đâu, đâu phát hiện ra giá thuốc hay viên phạm ba được, đúng không? Và nếu như mà có một cái kiểu thế này, tôi cho rằng có một cái giải pháp thế này mà tôi đã chia sẻ từ năm 2020. Ngoài cái việc mà kiểm tra chéo như thế thì nó có thêm một cái nữa, giống như là cái này là của bà xã tôi nhé, cũng đã đề xuất với bên viện xây dựng Đà, thì con nói thế này. Nếu như giao cho anh một cái việc mà thanh tra nhé, một cái việc mà thanh tra kiểm tra, nghĩa là anh đã có đầy đủ các quyền hạn, công cụ, nghĩa là quyền hạn có, công cụ có để đi kiểm tra giám sát các tổ chức, các cá nhân trong đó. Ok, anh làm tốt, anh kể cả anh có cái báo cáo như là chưa phát hiện tham nhũng như vậy cũng được, anh làm báo cáo vậy. Nhưng nếu trong cái thời kỳ đó mà người ta phát hiện ra, một bên khác phát hiện ra, người dân phát hiện ra, công an phát hiện ra, viện kiểm sát phát hiện ra, một tỉnh thành khác người ta phát hiện ra một số vụ án dính vào mà anh không phát hiện ra, đúng không ạ? Nếu như các bên đó mà phát hiện ra cái việc mà tồn tại ở trong các cơ quan và thuộc quyền quản lý của anh, vậy thì người ta tự đặt câu hỏi rằng là anh như thế nào? Thế cho nên là trong cái nhiệm kỳ của anh mà anh để cho bên khác phát hiện ra, trong khi anh có đầy đủ các công cụ và quyền hạn để phát hiện, mà anh không phát hiện ra thì chứng tỏ anh vấn đề. Đúng không? Và phải xử lý ngay những người như thế. Cho bằng được những người như thế đưa ra khỏi bộ máy. Rõ ràng người ta trao cho anh quyền, rõ ràng người ta trao anh công cụ, rõ ràng người ta trả lương cho anh để mà anh làm việc này, mà anh không làm được, lại để bên khác người ta làm được, trong khi người ta không có các công cụ và các quyền hạn như anh, thì đương nhiên phải xử lý anh chứ. Thế cho nên ấy, đừng để báo cáo tròn trĩnh như kiểu thế, nó buồn cười lắm. Đây có phải bệnh thành tích không? Bệnh thành tích một cách chéo ngoe, nó vô liêm sỉ, và nó tự dưng nó làm cho người dân chúng ta, nó từ cái việc mà cười phơi lớn theo câu chuyện hài, thì lúc sau người ta bắt đầu rằng là người ta chạnh lòng, và cuối cùng là người dân người ta phải ứa nước mắt. Đúng không ạ? Đôi điều chia sẻ với các bác vào buổi chiều, các bác có thấy thế nào? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành nhé. Vì là đọc xong rồi thì lúc đầu tôi thấy buồn cười, sau đó tôi chạnh lòng, và cuối cùng là tôi tức tối. Đó là cái cảm xúc của tôi nó là như vậy. Cảm ơn các bạn.